áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjet. Ở video lần này thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần ôn tập số 2 của tháng lớp 12, bài số 4 với bài số 5 với chủ đề là phương tiện truyền thông đại chúng, the mass media và bản sắc văn hóa, cultural identities. Và ở video này thì cô sẽ tập trung vào phần language, phần ngôn ngữ, và video sau thì sẽ là về phần skills, phần kỹ năng. Và như thường lệ ở phần language chúng ta sẽ có 3 phần. Đầu tiên phần từ vựng, vocabulary, phần thứ hai pronunciation, phần phát âm, và cuối cùng grammar, ngữ pháp. Và không để chúng mình chờ lâu thì chúng ta sẽ cũng bắt đầu luôn với bài tập số 1 với yêu cầu như sau. Use the correct forms of the words or phrases in the box to complete the sentences. Là chúng ta sẽ sử dụng các hình thức đúng của các từ hoặc là các cụm từ trong khung để hoàn thành những câu dưới đây. Chúng ta có 6 câu tương ứng với 6 từ. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là chúng ta có các từ gì và ở nó thì là danh, động hay là tính từ nhé. Đầu tiên, digital device là phương tiện kỹ thuật số, đúng không? Phương tiện kỹ thuật số, và đây sẽ là danh từ, một danh từ. Thiết bị kỹ thuật số, phương tiện kỹ thuật số, digital device, một danh từ. Tiếp theo, mass media là chủ đề của bài số 4, đúng không nhỉ? Là phương tiện truyền thông đại chúng, là một danh từ. Social networking lại tiếp tục là một danh từ, mang nghĩa là mạng xã hội. Social networking. Instant messaging thì là tin nhắn nhanh, đúng không? Tin nhắn tức thì, tin nhắn mà mình sẽ gửi và người ta cũng sẽ nhận vào đúng cái thời điểm mà mình gửi. Instant messaging. Và nó sẽ gọi là real time ý. Real time là thời gian thực. Tiếp theo, một danh từ blog là trang blog thôi, đúng không? Thì thực ra là tiếng Việt thì chúng ta cũng sẽ dùng là blog rồi. Tiếp theo chúng ta có là tiếp tục là một danh từ, advance, là sự ra đời này, sự xuất hiện của cái gì đó, advance. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với câu số 1. He uses his to write about his passion for science. Là anh ấy sử dụng cái gì của anh ấy, danh từ đúng không? Sử dụng cái gì để viết về cái niềm đam mê với khoa học, viết về cái niềm đam mê của mình với khoa học. Vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là dùng cái gì để viết, đúng không? Nghĩa là chúng ta sẽ, thứ nhất, advance, sự ra đời, dùng cái sự ra đời của anh ấy thì không hợp lý rồi này. Thường thì cái event này thì sẽ là event of something, đúng không? Là sự ra đời của cái gì đó. Sử dụng cái blog của mình để viết về niềm đam mê khoa học của mình cũng hợp lý, đúng không nhỉ? Còn sử dụng cái tin nhắn nhanh để viết cái này, thường thì cái tin nhắn nhanh ấy nó sẽ ít khi chúng ta dùng là sử dụng tin nhắn nhanh, mà sẽ là thông qua tin nhắn nhanh, hay là tin nhắn nhanh thì cho phép chúng ta làm gì, hay là nghĩa là tin nhắn nhanh thì dùng để làm gì, kiểu dạng vậy. Chứ còn dùng cái tin nhắn nhanh của anh ấy sẽ không có kiểu tin nhắn nhanh của anh ấy, đúng không? Cái này là của anh ấy. Tiếp theo, dùng cái mạng xã hội của anh ấy để viết về. Nhưng mà nếu mà dùng mạng xã hội của anh ấy thì nó sẽ hơi bị chung chung quá, đúng không? Ví dụ như là anh ấy dùng Facebook của mình này, dùng cái tài khoản Facebook của mình để viết này, hoặc là dùng cái kiểu dạng như là dùng cái blog của mình, đúng không? Cái blog này thì nó cũng sẽ coi là cái social networking, là cái mạng xã hội. Tiếp theo, ví dụ là dùng phương tiện truyền thông đại chúng thì đã không đúng rồi, đúng không? Bởi vì là cái đấy không thể nào là của anh ấy được. Và về cái kỹ thuật số, thiết bị kỹ thuật số để viết, không, nó sẽ không có cái kiểu như thế. Nên chính xác nhất ở đây sẽ là danh từ blog, đúng không? Thì đó sẽ là một trong những cái cách chúng ta làm cái dạng bài là điền vào chỗ trống như thế này. Là chúng ta sẽ sắp xếp, chúng ta sẽ ghép tất cả những cái từ vào ô trống và dịch ra xem là liệu nó có phù hợp hay không. Và tiếp theo câu số 2, in general, nhìn chung. Sites are good for our society because they help to connect people. Nhìn chung thì cái gì? Và ở đây chúng ta có từ site là cái dấu hiệu để chúng ta chọn được ngay đáp án. Đó là social networking site, là từ mà chúng ta gặp rất là nhiều trong bài số 4 với chủ đề là phương tiện truyền thông đại chúng, đúng không? Cái này sẽ là các trang web mạng xã hội thì là rất là tốt, thì rất là có ích cho cái xã hội của chúng ta. Bởi vì là những trang web xã hội, trang web mạng xã hội đó thì giúp chúng ta có thể là kết nối mọi người lại với nhau. Và ở đây cái cụm từ của nó sẽ là social networking site, là một cụm đi kèm với nhau rồi. Nên câu số 2 đáp án sẽ là social networking site. Social networking
Và đó là cái lý do chúng ta nên học những cái cụm từ cố định với nhau. Bởi vì khi chúng ta đi thi thì nó cũng sẽ cho chúng ta những cái cụm từ cố định như thế. Tiếp theo, cụm số 3, smartphones, tablets, laptops and desktop computers are all. Và đây chúng ta có là điện thoại thông minh này, máy tính bảng, máy tính xách tay hay là máy tính để bàn thì đều là cái gì đó, đều là những cái thiết bị, đúng không? Đều là những cái thiết bị kỹ thuật số, chứ nó sẽ không phải là đều là phương tiện truyền thông đại chúng, hay là đều là tin nhắn nhanh, hay là đều là sự ra đời. Và đây, những cái này thì chúng ta sẽ gọi nó là những cái thiết bị, đúng không? Rõ ràng rồi, điện thoại này, máy tính bảng thì nó sẽ gọi là thiết bị, chứ nó sẽ không gọi là truyền thông đại chúng. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn là với từ là digital device. Và bởi vì ở đây chúng ta thấy là những cái này đều chủng cái TV chia số nhiều, đúng không? Nên cái danh từ này cũng sẽ phải là số nhiều. Và chúng ta sẽ là thêm số nhiều của cái danh từ device sẽ thành devices. Tiếp theo câu số 4. People rely on the such as televisions, radios, newspaper and the internet as the main source of information. Ở đây chúng ta có mọi người thì dựa dẫm, chúng ta có động từ là rely on, đi với giới từ là on, rely on the such as, và đây là mọi người thì dựa dẫm vào cái gì đó như là, và cái này thì có những cái ví dụ để thể hiện cái này là cái gì này, là TV này, radio là đài phát thanh đúng không, báo chí này, cũng như là internet là cái nguồn thông tin chính. Vậy ở đây những cái này chính là những cái ví dụ của phương tiện truyền thông đại chúng, đúng không, chứ sẽ không phải là tin nhắn nhanh hay là cái sự ra đời. Nên đáp án của câu số 4 sẽ là mass media. Relies on the mass media. Và tiếp theo câu số 5. Allows people to communicate in real time with friends and family directly from their smartphones or computers. Ở đây cái gì đó thì cho phép, thì giúp, thì cho phép mọi người có thể giao tiếp trực tiếp với bạn bè cũng như là gia đình của mình trong cái kiểu thời gian thật, đúng không? Real time, thời gian thật, bằng điện thoại hoặc là bằng máy tính. Và đây thì sẽ chính là instant messaging, đúng không? Như vừa nãy cô có giải thích là instant messaging thì sẽ là để chúng ta nhắn tin trong cái thời gian thực của mình, real time. Và đây đáp án sẽ là instant messaging. Và vẫn giữ nguyên thôi, đúng không? Số ít. Và cái này nó cũng sẽ không có dạng số nhiều nữa. Instant messaging sẽ là đáp án cho câu số 5. Và cuối cùng thì chúng ta chỉ còn một danh từ là danh từ advance thôi, đúng không? Là sự ra đời. Và ở đây chúng ta có là with the advance of mobile technologies. Với sự ra đời của công nghệ di động, đúng không? Sự ra đời của cái gì đó. Advance of là chính xác lắm rồi. Nên đáp án câu số 6 là sẽ là advance. With the advance of mobile technologies, people have come to expect a response immediately. Với sự ra đời của công nghệ di động thì con người mong chờ cái hiệu ứng mong chờ cái sự trả lời một cách tức thì. Response thì nó có thể là một cái hiệu ứng này, hoặc là cái câu trả lời tức thì. Respond immediately, một cách tức thì, một cách ngay lập tức. Immediately, chúng ta có thể nốt lại cái từ này. Immediately, một cách tức thì, một cách lập tức, ngay lập tức. Và đó là về bài số 1. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 2 nhé. Bài số 1 thì đã là từ vựng thuộc bài số 4 rồi, đúng không nhỉ? Phương tiện truyền thông đại chúng, nên có lẽ bài số 2 thì sẽ liên quan tới chủ đề là bản sắc văn hóa của bài số 5. Với yêu cầu của bài số 2 như sau. Complete the sentences using the correct forms of the words in brackets. Là chúng ta sẽ hoàn thành những câu sau, sử dụng hình dạng đúng của các từ trong ngoặc. Chúng ta có 5 câu và chúng ta sẽ cùng đọc nhé. Câu số 1. Many immigrants were forced to use into the dominant culture. Ở đây chúng ta có immigrants là những người di cư, đúng không? Và to be forced to do something thì sau cái này chúng ta sẽ cần một cái động từ to verb, đúng không nhỉ? Nên chỗ này sẽ cần một cái động từ. Buộc phải làm gì? Rất là nhiều người di cư thì bị buộc phải là như thế nào đó. Hoặc là forced to là bị buộc làm gì. Hoặc là bị thế nào đó, đúng không? Into, chúng ta có cái giới từ đằng sau là giới từ into. Và cái từ mà được cho trong ngoặc là từ assimilation, là danh từ của động từ đồng hóa, đúng không? Nên cái này chuyển sang động từ sẽ là assimilation. Và sau đó sẽ cộng với into là chính xác rồi.
nên câu số 1 đáp án sẽ là động từ assimilations. Động từ assimilate. Còn từ trong ngoặc cho là danh từ assimilation, sự đồng hóa đúng không? Và chuyển sang động từ to verb thì sẽ là đồng hóa, assimilate. Ở vì chúng ta thấy là sau to sẽ cộng với verb. Tiếp theo câu số 2, languages represents a ways of life and are important for preserving a people cultural. Và ở đây chúng ta thấy là nó đã cho mình cái động từ với cái đuôi là five đúng không? Identify là xác định. Và ở đây chúng ta một cụm rất là hay gặp ở trong bài số 5 đó là cultural identities là bản sắc văn hóa. Với đáp án của câu số 2 sẽ là danh từ của động từ identify. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể xác định được là sau cái people's phế này đúng không? People's là tính từ sở hữu. Thì sau nó sẽ cần một danh từ. Ở đây chúng ta có cultural là tính từ rồi. Vậy trước sau tính từ sẽ là cần một danh từ. Chỗ trống sẽ là danh từ. Và đáp án ở đây sẽ là danh từ của động từ identify là identity. Cultural identity cũng là cái chủ đề của bài số 5, bản sắc văn hóa. Và câu số 2 mang nghĩa là ngôn ngữ thì đại diện cho một lối sống này, cũng như rất quan trọng để bảo tồn những cái bản sắc văn hóa của một người nào đó, của một dân tộc nào đó. Và ở đây sẽ là một dân tộc, people, dân tộc. Bên cạnh cái ý nghĩa là mọi người thì nó còn ý nghĩa là dân tộc nữa, bảo tồn một cái bản sắc văn hóa của một dân tộc nào đó. Tiếp theo câu số 2 chúng ta thấy là ở trong ngoặc cho chúng ta danh từ nation đúng không? Nations cho chúng ta cái danh từ này mang nghĩa là quốc gia này, dân tộc, nations. Và chúng ta sẽ cùng đọc này. Customs help people to learn about their histories and preserve their heritage. Cái gì đó, trang phục. Và đây sẽ là trang phục dân tộc, đúng không? Chúng ta có customs là danh từ. Trước danh từ cần một tính từ. Và tính từ của động từ nation là national. Nhìn đáp án ở đây sẽ là national. Tính từ của... chỗ này cần một tính từ. Và đây sẽ là trang phục dân tộc thì giúp mọi người tìm hiểu về lịch sử của mình, tìm hiểu về lịch sử của họ. Cũng như là bảo tồn, duy trì cái di sản của họ. Và tiếp theo, câu số 4 thì sao? Differences between people based on nationalities, gender, class, religions, beliefs might be source of conflicts in a multicultural environment. Và đây là những sự khác biệt giữa mọi người dựa trên quốc tịch này, dân tộc này và cái gì đó, cũng như là giới tính này, tầng lớp này, niềm tin về tôn giáo cũng như là vân vân, thì có thể là nguồn gốc của cái sự xung đột trong môi trường đa văn hóa. Ở đây chúng ta có cái tính từ là ethnics. Và ở đây chúng ta thấy là những cái chỗ trống ở đây, nationalities này, gender này, class, relations, beliefs, nó đều là danh từ đúng không? Nên chỗ này thì nó cũng sẽ phải là danh từ. Và danh từ của ethnic là ethnic city. Đó là đáp án cho câu số 4, cần một danh từ. Và tiếp theo câu số 5, câu cuối cùng. In the age of globalization, cái cụm này rất là quen trong bài số 5 đúng không? Là trong thời đại toàn cầu hóa. Many young people choose to maintain their own culture and different aspect of other culture into it. Chúng ta có là trong thời đại toàn cầu hóa thì rất là nhiều người trẻ chọn cách là sẽ duy trì nền văn hóa của mình, cũng như là như thế nào những cái khía cạnh khác nhau của các nền văn hóa khác vào nó. Ở đây chúng ta có cái giới từ là into đúng không? Ở đây chúng ta sẽ cần một cái động từ lý do và vì sao. Choose to verb. Đây chúng ta có to verb, sau đó lại nối với nhau với bằng cái từ and. Và vậy từ and này sẽ nối với những cái từ mà nó cùng loại. Ở đây đứng trước là một danh động từ nên đằng sau cũng sẽ là động từ. Choose to verb and verb. Chọn cái này và chọn làm cái này và chọn làm cái này. Và ở đây chúng ta có danh từ là integration, danh từ mang nghĩa là hội nhập, nên chuyển sang động từ của nó sẽ là integrate. Và ở đây sẽ là ví dụ như là chúng ta có cái từ integrate này là cái từ mà nó để bổ sung ý, để giải thích cho cái từ assimilate đúng không? Mang nghĩa là bị đồng hóa. Còn cái integrate này thì nó sẽ mang ý nghĩa là
hòa nhập cái gì này, hợp nhất cái gì vào cái gì. Vậy ở đây sẽ là duy trì cái văn hóa của mình cũng như là hợp nhất những cái khía cạnh của các văn hóa khác vào cái văn hóa của mình, đúng không? Chúng ta sẽ chọn động từ là integrate. Và đó là câu số 5 liên quan tới phần từ vựng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần phát âm, pronunciation với bài số 3. Với phần số 3 ở đây thì chúng ta sẽ là phát âm của ở các từ kết thúc là đuôi ed. Chúng ta có cách phát âm của âm ed, âm t, t, ed, đúng không? Và chúng ta sẽ nhắc lại một chút này. Với cách phát âm của ed, chúng ta có được phát âm là âm t khi nó kết thúc là những cái từ như là những âm như là sáng, sớm, chạy, khắp, phố, phường, thôi. Và đây là những cái âm khi cô để trong cái dấu này thì nó sẽ là cái âm. Và những cái âm này thì nó sẽ được thể hiện bằng các chữ như là âm S thì là được bằng các chữ là CE này, chữ S này, chữ X này. Còn cái chữ âm SH này thì nó sẽ là âm SH này, âm CH sẽ là âm CH này, âm K vẫn sẽ là âm K, còn âm P vẫn là âm P, vẫn là chữ P. Và âm S thì nó sẽ là chữ PH này, chữ GH, cái đuôi á, và chữ ok không, chữ F nữa. Còn âm thì nó sẽ là âm chữ TH. Bên cạnh đó, nó được phát âm là đuôi ED khi nó kết thúc là chữ là âm T hoặc là âm T. Còn lại, những cái phụ âm còn lại và những cái nguyên âm thì nó sẽ được phát âm là âm T. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về yêu cầu của bài số 3 nhé. Yêu cầu của bài số 3 như sau. Listen to the sentences and pay attention to the regular verbs in the past tense. Là chúng ta sẽ nghe những câu dưới đây và chú ý vào các động từ ở thì quá khứ. Và tick the correct box depending on the pronunciation of the verbs ending ed, then practice saying them. Và chúng ta sẽ tick vào cái ô tương ứng dựa vào cái cách phát âm của cái đuôi ed trong các động từ trên. Sau đó thì sẽ thực hành nói những cái câu mà chúng ta đã được nghe ở bài số 3. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhé. Sorry, bởi vì là cái file của cô nó đang hơi bị lỗi. Wait for a minute, chúng ta đợi cô một chút nhé. Ok. Và chúng ta trong lúc chờ đợi thì chúng ta có thể thích nốt lại cái phần cái cách phát âm này giúp cô nhé. Chúng ta có 3 cách phát âm đúng không? Ba cách phát âm của đuôi ED. Đó là âm t, âm t, t. Khi nó kết thúc là âm s, s, s. Và âm sh, sh. Ví dụ như là chúng ta có từ là produced đúng không? Chúng ta có produce và bình thường produce nó là kết thúc là đuôi CE và cái CE đó thì nó sẽ là âm s, âm s. Và chính vì như thế produce và thêm ed vào thì nó sẽ là produced. Và nếu mà là kết thúc là đuôi t thì sẽ là ví dụ như là wanted này, provided, đúng không? Ok, cô đã chữa được rồi. My smartphone. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhé. Review 2. Page 70. Pronunciation. Activity 3. Listen to the sentences and pay attention
to the regular verbs in the past tense. Tick the correct box depending on the pronunciation of the verb ending ed. Then practice saying them. 1. Yesterday I joined an interesting discussion about cultural identity. Và câu số 1 này thì chúng ta nghe được cái động từ là động từ gì đây? Nó là động từ join, tham gia. Ở đây sẽ là đã tham gia, joined. Ở đây chúng ta có là âm n, đúng không? Nó không nằm trong cái trường hợp t hay là ed, nên nó sẽ được phát âm là âm d, joined, joined. Và câu này thì bạn nói như sau. Cô sẽ viết ở đây để tí nữa thuận tiện cho chúng ta trong cái việc là chúng ta sẽ nhắc lại nhé. Yesterday, ngày hôm qua, thì tôi đã tham gia. I joined. Tôi đã tham gia cái gì? Tôi đã tham gia vào một cuộc thảo luận rất là thú vị về bản sắc văn hóa. I joined an interesting discussion. Hôm qua thì tôi đã thảo luận một cái về cái chủ đề là bản sắc văn hóa rất là thú vị. An interesting discussion about cultural identity. Đó là câu số 1. About cultural identity. Cultural identity. Và tiếp theo câu số 2. 2. She gained useful experience when working in a multicultural environment. Câu số 2 động từ là động từ gained, là động từ đạt được cái gì đó. Và ở đây gained nó tương tự với joined, đúng không? Nên nó sẽ được phát âm là âm t. Và câu 2 bạn ấy nói rằng là cô ấy đã có được những cái kinh nghiệm rất là hữu ích khi làm việc trong môi trường đa văn hóa. She gained a useful experience when working in a multicultural environment. She gained useful experience, đã có được những cái kinh nghiệm rất là hữu ích. Experience, kinh nghiệm. Khi làm việc trong môi trường đa văn hóa. When working in multicultural environment, when working in a multicultural environment, đã có được những kinh nghiệm rất là hữu ích khi làm việc trong môi trường đa văn hóa. Và tiếp theo câu số 3. 3. The teacher demanded that the student leave the classroom. Và động từ ở đây sẽ là động từ demand và thêm ed demanded, đúng không? Demanded. Chúng ta thấy là chúng ta nghe được là demanded, đúng không? Và ở đây chúng ta thấy là nó kết thúc là âm d, thêm ed và sẽ là ed, demanded. Và câu này sẽ là the teacher demanded that, là giáo viên thì đã yêu cầu rằng học sinh, that the student leave the classroom, yêu cầu học sinh rời khỏi phòng học. The students leave the classroom. Yêu cầu học sinh rời khỏi phòng học. Đó là câu số 3. Và động từ là động từ demand. Thêm ed demanded. Đã yêu cầu như thế. Demanded. Câu số 3. Và câu số 4. 4. I watched a very interesting program on TV last night. Và ở đây động từ là I watched. Động từ watched là xem, đúng không? Đã xem, tôi đã xem. I watched a very interesting program on TV last night. I watched a very interesting programs. Tôi đã xem một cái chương trình rất là thú vị trên TV vào tối qua. I watched a very interesting programs on TV last night. Tôi đã xem một chương trình rất là thú vị trên TV vào tối qua. Động từ là watch, kết thúc là âm ch và thêm ed và sẽ là watched âm t. Thì câu số 4 sẽ là âm t, watched. Tiếp theo câu số 5. 5. IBM invented the first smartphone in 1992. Ở đây chúng ta có IBM invented, động từ là invent, và thêm ed sẽ là invented, và nó sẽ là âm ed, đúng không? Invented. Ở đây chúng ta có kết thúc là chữ âm t, thêm ed và sẽ là được phát âm là âm ed,
invented. Và ở đây, IBM invented the first smartphone in 1992. IBM invented the first smartphone. IBM đã phát minh ra cái chiếc điện thoại thông minh đầu tiên vào năm 1992. The first smartphone đã phát minh ra được cái điện thoại thông minh đầu tiên vào năm 1992. Động từ là invent, thì mình đây invented, đã phát minh. Và tiếp theo câu số 6. 6. The small boy coughed a lot 2 days ago. The small boy coughed, đã ho. Cậu bé nhỏ thì đã ho rất là nhiều vào 2 ngày trước. Coughed a lot 2 days ago. Đã ho rất là nhiều vào 2 ngày trước. Ở đây chúng ta có động từ là cough, là động từ ho, thêm ed vào sẽ là coughed. Đã ho rất là nhiều. Và ở đây chúng ta thấy là cough kết thúc là âm f, đúng không? F. Và đối thêm ed sẽ là coughed. Đáp án sẽ là âm t. Đấy là câu số 6. Coughed. Tiếp theo câu số 7. 7. He hated Sundays when he was a child. He hated Sundays when he was a child. He hated Sundays. Anh ấy ghét các ngày chủ nhật, đúng không? Khi còn là một đứa trẻ, khi còn nhỏ thì rất là ghét ngày chủ nhật. When he was a child. Và đây chúng ta có động từ là động từ hate. Ghét, đúng không? Và đây chúng ta có hate. Kết thúc là âm t. Thêm ed sẽ thành hated. Và đáp án sẽ là âm ed. Hated. Tiếp theo câu số 8. 8. I looked for the latest model of tablets in the electronics store this morning. Ở đây chúng ta có I looked for the latest. Là tôi tìm kiếm, đúng không? I looked for the latest model. Là tôi tìm kiếm cái mẫu mới nhất. Latest model. Model of tablets. Mẫu máy tính bảng mới nhất, đúng không? Trong cái cửa hàng điện tử vào sáng nay. In the electronic store. Trong cửa hàng điện tử sáng nay. Electronic store this morning. Và đó là câu số 8. Động từ chính là động từ look. Và thêm ed looked. Kết thúc là âm k, thêm ed sẽ là looked. Và câu số 8 sẽ là âm t, looked. Tiếp theo câu số 9. 9. My smartphone operated very well until it was hacked. My smartphone operated. Chúng ta có động từ operate là động từ hoạt động, đúng không? Hoạt động rất là vẫn hoạt động rất là ổn, rất là tốt. Operated very well until it was hacked. Là ở đây chúng ta có hai cái động từ luôn. Một là động từ operate là động từ hoạt động, đúng không? Hay là cái hacked là phân từ hai. Thì ở đây chúng ta có operate, kết thúc là âm t, và thêm ed sẽ là operated, âm ed này. Còn cái hack, đúng không? Là hacked, phát âm là âm t. Nhưng chúng ta dùng cái động từ chính nên chúng ta sẽ chọn cái từ operate. Và operate ed, và đây sẽ là operated. Và đây là điện thoại của tôi thì vẫn hoạt động rất là ổn cho tới khi mà nó bị hack. Và tiếp theo câu số 10. 10. Lan studied very hard last year. Năm ngoái thì Lan học rất là chăm. Lan studied hard last year. Năm ngoái thì Lan đã học rất là chăm chỉ. Chúng ta có động từ là studied. Kết thúc là âm e, đúng không? Study. Âm e và thêm đuôi ed vào sẽ là studied. Âm studied. Câu 10. Studied. Âm tiếp theo câu số 11. Sắp hết rồi đúng không? 11.
little boy washed his hands carefully before the meals. Ở đây chúng ta có động từ là washed his hand, là rửa tay đúng không? Đã rửa tay rất là cẩn thận, carefully before the meal. Đã rửa tay, cậu bé đã rửa tay rất là cẩn thận trước bữa ăn. Before the meals. Các bữa ăn thì cậu ấy đều rửa tay rất là cẩn thận, đã rửa tay rất là cẩn thận. Chúng ta có động từ là washed. Kết thúc là âm sh. Thêm âm ed vào sẽ là washed. Kết thúc phát âm là t. Washed. M1. Washed. Và cuối cùng câu số 12. I believed in my ability to complete all the challenges. I believed in my ability. Là tôi tin vào cái khả năng của tôi. I believed in my abilities to complete, để hoàn thành. To complete all the challenges, để có thể hoàn thành mọi thử thách. All the challenges. Tôi tin vào cái khả năng của tôi. Tôi đã tin vào cái khả năng của tôi để có thể hoàn thành mọi thử thách. Và đây chúng ta có động từ chính là động từ believe. Kết thúc là âm v và ed thì sẽ là believed and I believed in my ability to complete all the challenges. Đó là câu số 12 và đáp án sẽ là believed là âm d. Và đó thì sẽ là bài số 3. Ở đây chúng ta sẽ cùng xem lại này. Yesterday, I joined an interesting discussion about cultural identities. Hôm qua thì tôi đã tham dự vào một cuộc thảo luận rất là thú vị về bản sắc văn hóa. 2. She gained useful experience when working in a multicultural environment. Joined. And number 3. The teachers demanded that the student leave the classroom. Giáo viên thì đã yêu cầu học sinh nó rời khỏi lớp học. Demanded. And number 4, I watched a very interesting program on TV last night. Tối qua thì tôi đã xem một chương trình rất là thú vị trên TV. And number 5, IBM invented the first smartphone in 1992. Invented. Number 6, the small boy coughed a lot 2 days ago. Coughed. And number 7, he hated Sundays when he was a child. Hated. Number 8, I looked for the listed model of tablets in the electronic store this morning. Looked. Number 9, my smartphone operated very well until it was hacked. Operated. Hacked. And number 10, Lan studied very hard last year. Studied. Number 11, the little boy washed his hand carefully before the meals. Washed. And number 12, I believed in my ability to complete all the challenges. Believed. Và đó là về phần phát âm, cách phát âm đuôi ed. Nó rất là quan trọng luôn nhé, nên chúng ta hãy nhớ những cái quy tắc đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 4 thuộc về phần ngữ pháp, grammar. Với yêu cầu của bài số 4 như sau. Fill each gap with an appropriate preposition, là chúng ta sẽ điền vào mỗi chỗ trống với một giới từ phù hợp. Ở đây chúng ta sẽ cùng xem nhé. Câu số 1, may I introduce you our new computer technicians. Và ở đây chúng ta có cái danh từ chỉ là kỹ thuật viên. Technicians. May I introduce you to, chúng ta có cái là introduce to, là giới thiệu tới ai. Introduce to. Ở đây thì là nằm trong cái phần là cũng không nhớ là bài số 4 hay bài số 5, nhưng mà nó có một cái trang để chỉ là những cái giới từ đi kèm, những cái động từ và những cái giới từ đi kèm với nó, đúng không? Và câu này có nghĩa là tôi có thể giới thiệu bạn với kỹ thuật viên máy tính mới của chúng ta hay không? Và câu số 2, I am thinking buying of a new laptop because this one is too old. Là tôi đang cân nhắc, đang suy nghĩ về cái việc gì đó. Chúng ta có là thinking of.
hoặc là thinking about đều được. Tôi đang cân nhắc, tôi đang nghĩ về việc là mua một máy tính xách tay mới bởi vì là cái này của tôi quá cũ rồi. And number three is my brother would like to specialize computer science. Chúng ta có là specialize in something, là chuyên về cái gì đó, chuyên về cái lĩnh vực nào. Anh trai của tôi thì muốn chuyên môn về khoa học máy tính, muốn học kiểu học chuyên về cái khoa học máy tính. And hoặc là ở đây không hẳn là học chuyên mà là chỉ là muốn kiểu mình chuyên về cái đấy thôi, chuyên về cái lĩnh vực đó. And number four, you can use my smartphone to search the materials you need. Là bạn có thể dùng cái điện thoại thông minh của tôi để tìm kiếm những cái tài liệu mà bạn cần. Chúng ta có là search for, tìm kiếm cái gì đó, search for. And number five, the security app can protect user devices from hacker. Chúng ta có là protect something from something, bảo vệ cái ai, bảo vệ cái gì từ ai, bảo vệ khỏi cái gì, bảo vệ khỏi bị hacker, bảo vệ khỏi hacker, đúng không? Ở đây chúng ta có ứng dụng bảo mật này thì có thể bảo vệ người dùng, đúng không? Bảo vệ cái thiết bị của người dùng khỏi hacker. Và đó là về bài số 4 liên quan tới là một vài động từ đi kèm với cái giới từ nhất định của nó. Chúng ta sẽ nhớ nhá, bởi vì cô thấy là bài này cũng khá là quan trọng đấy. Đi thi đại học nó cũng sẽ có những cái dạng bài như thế này. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu số 5, bài số 5. Với yêu cầu như sau: put the words in brackets in the correct tenses. Là chúng ta sẽ chia dạng đúng, chia thì đúng của các động từ trong ngoặc, đúng không? Với ở đây chúng ta có Quang mothers, là mẹ của Quang. Mẹ của Quang nói: hi Quang, is mom here? Cleans you everything in the kitchen. Ở đây chúng ta có ở trong bài số 4 và bài số 5 thì chúng ta học hai thì, đúng không? Đó là thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chúng ta sẽ có cái cách dùng. Ở đây chúng ta có dấu hiệu, có cái cấu trúc, đúng không? Câu thì hiện tại hoàn thành, have, has, phân từ 2, diễn tả cái kết quả, diễn tả cái trải nghiệm, diễn tả là cái số lần của mình, nhấn mạnh vào cái kết quả của hành động. Còn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, chủ ngữ cộng have, has, been, verb in, thì cái này nó sẽ nhấn mạnh vào cái quá trình, nhấn mạnh vào cái hành động, nhấn mạnh cái tính liên tục, cái việc là cái hành động đó vẫn đang làm, và cũng như là cái khoảng thời gian mình làm, nhấn mạnh vào những cái đó. Bên cạnh đó thì nó sẽ có dấu hiệu như là all days, all week, all morning, là cả một ngày này, cả tuần này, cả sáng làm cái gì đó, hoặc là làm cái gì đó trong vòng hàng giờ này, hàng tháng này, hàng tuần, thì nó sẽ chia ở dạng thì hiện tại tiếp diễn. Và bây giờ ở đây chúng ta có mẹ của Quang nói rằng: ồ Quang ơi, mẹ đây, đúng không? Thế con đã dọn dẹp mọi thứ ở trong bếp chưa? Ở đây thì cô sẽ chọn là thì hiện tại hoàn thành. Lý do bởi vì muốn nhấn mạnh vào cái kết quả, đúng không? Hỏi là cái gì đó đã làm hoàn thành hay chưa, nhấn mạnh vào cái kết quả nên sẽ là thì hiện tại hoàn thành. Và thì hiện tại hoàn thành, chủ ngữ là you, dùng trợ động từ là trợ động từ have, và sẽ là have you cleaned, đúng không? Bởi vì đây là câu hỏi thì phải làm như thế này. Tiếp theo, câu số 2 chúng ta có là no, I'm sorry, I not swept the floor yet, but I washed all the dishes. Ở đây chúng ta có là con xin lỗi, con vẫn chưa quét nhà xong, đúng không? Con chưa quét nhà xong, nhưng mà con đã rửa tất cả các bát đĩa rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ là vẫn khi ở thì hiện tại hoàn thành, bởi vì diễn tả cái kết quả, đúng không? Kết quả của hành động là con chưa làm này, kết quả của hành động là con đã rửa xong rồi. Ở đây sẽ là đều là thì hiện tại hoàn thành. Và thì hiện tại hoàn thành sẽ là haven't, bởi vì đây là phủ định nên sẽ là haven't cộng với phân từ 2, haven't swept. Và ở đây là I have washed, con đã rửa rồi. Và mẹ của Quang nói rằng: oh, that's good. Oh, như thế là cũng được rồi, đúng không? Ok, được rồi. Vậy thì tốt quá, đúng không? And where's your sister? Oh, thấy chịu con đâu. I tried to call her at least 5 times. Và đây chúng ta có là mẹ thì kiểu cố gắng, đúng không? Mẹ đã cố gọi cho anh con, cho chị của con tận 5 lần rồi, ít nhất là 5 lần rồi. Ở đây chúng ta có nhấn mạnh cái số lần, 5 times. Thì nếu mà là số lần thì nó sẽ chỉ có thể là thì hiện tại hoàn thành thôi. Nên ở đây sẽ là hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ là I, dùng là have, cộng phân từ 2 là I have tried to call her, đã cố gọi 5 lần rồi, ít nhất là 5 lần rồi, cái số lần thì sẽ là thì hiện tại hoàn thành. Tiếp theo, Quang trả lời: really? Oh, thật ạ? She's in
She is in her room. Chị thì đang ở trong phòng đúng không? Em thì đang ở trong phòng. She study for her exams all morning. Và học ôn thi đúng không? Cả buổi sáng. Ở đây chúng ta có dấu hiệu là all morning, all common time. Nhấn mạnh vào là cả buổi sáng thì làm gì, nên sẽ là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn, chủ ngữ là he, sorry, chủ ngữ là she, là has been cộng với phân từ 2, has been cộng với verb ing đúng không? Là has been studying, là cả buổi sáng chị học, đang học. Nhấn mạnh vào cái việc là cái quá trình, nghĩa là tới cái thời điểm mà mẹ gọi này thì vẫn đang làm đúng không? Và bên cạnh đó nhấn mạnh cái tính liên tục, là cả buổi sáng chỉ có làm cái này thôi thì sẽ chia thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Và đó là về bài số 5. Ôn tập lại một chút và thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 6, bài cuối cùng của ngày hôm nay. Với yêu cầu của bài số 6 như sau: match the two halves of the sentences, là chúng ta sẽ nối hai phần của câu với nhau. Chúng ta sẽ cùng đọc nhé. Ở đây chúng ta có I'm getting better and better. Và ở bài số 6 này thì sẽ là hai ngữ pháp. Ngữ pháp đầu tiên liên quan tới là so sánh càng, so sánh hơn càng, trở nên càng ngày càng như thế nào này, more and more này, hoặc là tính từ and tính từ này, hoặc là less and less, fewer and fewer, trở nên như thế nào, nhấn mạnh vào cái sự thay đổi. Bên cạnh đó cũng sẽ là thì ở quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn, diễn tả là thì quá khứ hoàn thành sẽ xảy ra trước một hành động trong quá khứ đơn. Thì đó sẽ là ngữ pháp ở bài số 6 này. Và chúng ta sẽ cùng đọc. Với câu số 1, tôi trở nên càng ngày càng tốt hơn. Câu số 2, When the technicians finally install the app. Ở đây thì chúng ta có là câu số 2 này, nó đang chia thì hiện tại đơn đúng không? Và đi kèm với nó sẽ là thì hiện tại, sorry, quá khứ đơn. Và đi kèm với nó sẽ là thì quá khứ hoàn thành. Number 3, before my granddad came to visit me, trước khi mà ông đến thăm tôi, chúng ta có ở đây là before, trước khi ông đến thăm tôi thì đã làm gì rồi đúng không? Nên cái vế đi kèm với nó chúng ta sẽ cộng với thì quá khứ hoàn thành, bởi vì cái này đang là quá khứ đơn. Trước khi tôi làm quá khứ đơn, trước khi ông làm quá khứ đơn thì ông đã làm quá khứ hoàn thành. Với câu số 4, with the advance of digital media, với sự ra đời của phương tiện truyền thông kỹ thuật số thì như thế nào đúng không? Sẽ cần một mệnh đề đằng sau. Và nó sẽ phải đi kèm với cái đúng với cái chủ đề của cái câu số 4 này nữa, liên quan tới phương tiện truyền thông đại chúng đúng không? And number 5, the noise was getting louder and louder. Tiếng ồn thì trở nên càng ngày càng lớn hơn. Chúng ta đây là câu so sánh càng đúng không? Trở nên càng ngày càng như thế nào, càng ngày càng lớn hơn. Câu số 6, I had used the student blogs and discussion rooms, là ở đây là tôi đã sử dụng blog học sinh cũng như là diễn đàn thảo luận như thế nào đó. Đây, đang dùng thì quá khứ hoàn thành. Và nó sẽ cộng với cái từ quá khứ đơn đúng không? Là tôi đã làm dùng cái này rồi, trước khi như thế nào hay là như thế nào đúng không? Và nghĩa là đi kèm với đó sẽ là quá khứ đơn. Bởi vì thì quá khứ hoàn thành thì nó sẽ luôn luôn đi kèm với quá khứ đơn nhé. Và cuối cùng câu số 7, my friend never told me, bạn tôi thì chẳng bao giờ kể cho tôi cái gì, đúng không? Và ở đây chúng ta sẽ cùng đọc. A, fewer and fewer people are using postal services, là càng ngày càng ít người sử dụng bưu chính, sử dụng kiểu dạng sử dụng những cái dịch vụ của bưu điện đó. Thì ở đây liên quan tới là phương tiện truyền thông đúng không? Phương tiện truyền thông này, hoặc là những cái mà liên quan tới tôi vận chuyển gì đó. Thì ở đây chủ ngữ câu số 1 là ai, tôi trở nên càng ngày càng tốt. Nối với cái này không hợp lý rồi này. Với cái việc là đã cài đặt xong cái app này rồi, thì cái việc là cài đặt app với cái việc là sử dụng những cái dịch vụ của bưu điện thì nó cũng sẽ không hợp lý rồi. Cái việc là ông đến xong rồi, cái việc là ít người sử dụng thì cũng không hợp lý. Với sự ra đời của phương tiện truyền thông kỹ thuật số thì ngày càng ít người sử dụng những cái phương tiện, những cái dịch vụ của bưu điện, cũng hợp lý đúng không nhỉ? Và nghe nó rất là make sense luôn, bởi vì là kỹ thuật số thì ví dụ như là TV hay là điện thoại đúng không? Những cái kỹ thuật số điện thoại thì nó cũng giúp cho cái việc là tôi nhắn tin hay là tôi đọc thông tin, đọc báo các thứ, nó cũng sẽ dễ dàng hơn, nên là ít sử dụng những cái dịch vụ ở bên bưu điện hơn. Nên câu số 4 đối với A cũng khá là hợp lý rồi đúng không? Và thử xem là câu số 5, 6, 7 có nối vào để xem nó có hợp lý không nhá. Câu số 5 là tiếng ồn thì càng ngày càng lớn hơn với cái việc sử dụng dịch vụ không hợp lý này. Tôi thì đã sử dụng
cái blog và cái discussion trước, đúng không? Với cái việc là, nhưng ở đây nó đi kèm với quá khứ đơn, nhưng đây là thì hiện tại tiếp diễn cũng không hợp lý. Bạn của tôi thì chẳng bao giờ kể với tôi cái gì đó, đúng không? A cũng không hợp lý với cái số 7, nên A hợp lý nhất là với cái số 4. For goes A, with the advent of digital medias, fewer and fewer people are using postal services. And number B, before I moved to this school, trước khi tôi chuyển tới trường này, vậy thì chủ ngữ ở câu đi kèm với B nó sẽ phải là ai, đúng không? Chúng ta có là câu số 1, câu số 3, câu số 6, câu số 7 nữa, đúng không? Tôi trở nên càng ngày càng tốt hơn trước khi tôi rời chuyển tới cái trường này. Nhưng mà ở đây là getting better and better là thì hiện tại tiếp diễn, còn đây là thì quá khứ đơn, không thể nào được, đúng không? Không thể là cái quá khứ tiếp sorry thì hiện tại tiếp diễn xảy ra trước cái quá khứ đơn được, nên không thể nào nối với một. Tiếp theo câu số 3 này, trước khi tôi ông đến cái này thì tôi, nhưng mà cái này lại là thì quá khứ đơn rồi, đúng không? Hai câu before, before không hợp lý rồi. Tiếp theo là câu số 6 này, tôi đã từng sử dụng cái blog học sinh cũng như là cái diễn đàn thảo luận trước khi tôi rời chuyển tới cái trường này, hợp lý đúng không? Quá khứ hoàn thành đang cần một câu ở quá khứ đơn đây, mà câu này lại chính xác là quá khứ đơn, nên B sẽ nối với 6. Và ý nghĩa của nó cũng là hợp lý rồi, đúng không? Tôi đã sử dụng cái này trước khi tôi chuyển ở đây rồi cơ. Và tiếp theo, câu C. He had already signed up for the course. Là anh ấy thì đã đăng ký ở khóa học rồi, đúng không? Và đây chúng ta có thì quá khứ hoàn thành sẽ kèm với cái câu bên quá khứ đơn. Chúng ta có câu số 2 là quá khứ đơn này, câu số 3 cũng là quá khứ đơn này, và câu số 7 là quá khứ đơn. Vậy nối thử với câu số 3 này, khi mà kỹ thuật viên cũng đã hoàn thành xong cái việc là cài đặt cái app thì anh ấy đã đăng ký cái khóa học rồi, không hợp lý lắm, đúng không? Không thể nào hợp lý. Mà ở đây ở đây là quá khứ đơn, và bây giờ là tôi đang cần thì quá khứ hoàn thành cơ, đúng không? Câu này cần quá khứ hoàn thành. Câu số 3 này, trước khi mà ông tôi đến thăm tôi thì ông đã đăng ký khóa học rồi. Nghe nó không được tự nhiên cho lắm, đúng không? Thử xem nào. Tiếp theo còn câu số 7 này. Bạn của tôi thì chưa từng nói với tôi rằng cậu ấy đã đăng ký rồi. Hợp lý đúng không? He chỉ bạn của tôi này. Bạn của tôi thì nói với tôi rằng anh ấy đã đăng ký rồi, nhưng mà đây là chưa nói với tôi là đã đăng ký rồi, đúng không? Ok, 7 cô sẽ nối với C. Chứ nối với 3 thì nó đang quá là không hợp lý rồi. Tiếp theo, D. So I covered my ears. Nên là tôi đã che bịt tai lại, đúng không? Liên quan tới bịt tai lại thì cô sẽ nhớ cô sẽ liên tưởng ngay đến cái việc là tiếng ồn ngày càng lớn. Cũng hợp lý, quá hợp lý luôn. Nên chúng ta cũng không cần phải check nữa. Liên quan tới tiếng ồn và bịt tai, nó đã rất là logic rồi. Tiếp theo câu E. I had already left the store. Là đã rời cái cửa hàng rồi. Vậy ở đây thì chúng ta sẽ liên quan đến cửa hàng này. Cửa hàng chúng ta thấy là tôi trở nên tốt hơn, tôi đã rời cửa hàng. Ok, cùng chủ ngữ nhưng mà nghe vẻ không hợp lý cho lắm, bởi vì là cái việc tốt hơn với cái việc rời cửa hàng nó đang không liên quan tới nhau. Tiếp theo, kỹ thuật viên cài đặt xong cái app. Khi mà cài đặt xong cái app thì tôi đã rời cửa hàng rồi. Cũng hợp lý đúng không? Chứ nếu mà cái 3 này, trước khi mà ông tới thăm tôi thì tôi đã rời cửa hàng. Nhưng mà kiểu đến thăm thì sẽ thường là đến thăm nhà hay là đến thăm cái gì đó, đúng không? Chứ không thể nào là đến thăm cửa hàng xong rồi tôi đã rời cửa hàng. Nên cái số 2 cô sẽ nối với E. Mà cửa hàng với cả là kỹ thuật viên nó cũng hợp lý đúng không? Kỹ thuật viên ở cửa hàng. Và đây là khi mà cài đặt xong thì lúc đấy là tôi đã rời cửa hàng rồi. Rời cái cửa hàng, rời cái cửa hàng mà kiểu liên quan tới sửa chữa đấy cũng được đúng không? Tiếp theo câu F, at cooking traditional dishes. Là trong cái lĩnh vực là nấu món ăn truyền thống chúng ta có good at. Vậy đáp án nó sẽ là số 1, better and better at cooking traditional dishes. Và ở đây có nghĩa là tôi ngày càng nấu các món ăn truyền thống giỏi hơn, ngon hơn, good at. Tôi càng ngày càng giỏi hơn trong cái việc là nấu các món ăn truyền thống. Bởi vì chúng ta có là good at và cái better này là so sánh hơn của tính từ good. So F, we go with 1. Tôi càng ngày càng giỏi, nấu giỏi hơn. Và cuối cùng, G, we go with 3. Trước khi mà ông tới thăm tôi thì ông đã làm gì? Ông chưa bao giờ đi máy bay. Ông chưa bao giờ đi máy bay đúng không? He had never flown on an airplane.
Ok, cũng đúng. Diễn tả cả trải nghiệm của ông trước đó. Trước khi mà ông tới thăm tôi thì ông vẫn cũng đã chưa từng bay, chưa từng đi máy bay. Cũng khá hợp lý rồi đúng không? Và đó là về bài số 6 liên quan tới là chỉ quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, cũng như là câu so sánh hơn càng càng diễn tả cái sự thay đổi. Và bài số 6 cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ Vietjet bằng việc theo dõi các video tiếp theo nhé. Goodbye! Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.